Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Thị Dương, con đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Trưng Vương ạ. Trong cái hoàn cảnh của mùa Covid đó, thì đợt đó ba bị sốt và cũng không chịu nghỉ, vẫn tới lui 2 tuần là sốt cao và đưa vào bệnh viện thì ngày trước và ngày sau mất. Và ngày đó là ngày làm việc của ba Thị Dương cuối cùng tại chợ. Thật sự là không nghĩ là gặp mà ba của Thị Dương trong cái ngày đó là cuối cùng. Sau khi bố Thị Dương mất là rất lo, lo về học phí, lo nhà cửa và lo ăn uống. Thật sự là không thể nào ngủ được, cứ sợ con không được học đại học. Dạ, khoảng năm con học lớp 10, đó là lần đầu con gặp được các nhà tài trợ của Exim Bank. Con cảm thấy vui khi được các nhà tài trợ của Exim Bank giúp đỡ con. Họ sẵn lòng bỏ ra một khoản để hỗ trợ những cái hoàn cảnh giống như em, giúp đỡ những em, để những bậc phụ huynh đỡ khó khăn thêm phần nào. Con vẫn luôn cố gắng học để không phụ lòng gia đình cũng như là không phụ lòng sự giúp đỡ của các nhà tài trợ của Exim Bank. Sự là mẹ rất là xúc động. Mẹ không nghĩ rằng là một người xa lạ mà dòm ngó đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình và giúp cho bé Nguyễn Thị Dương được một khoản để trong những cái học phí mẹ rất là nhẹ lo lắng. Sắp tới đây là lần thứ hai con được gặp lại các nhà hỗ trợ từ Exim Bank thì cảm xúc của con cảm thấy rất là vui và nôn khi được gặp lại họ, những người đã giúp đỡ con. Con sẽ mang tới kết quả học tập để khiến các nhà hỗ trợ cảm thấy vui về quá trình học tập của con. Ngoài cái việc cố gắng học hành để không phụ lòng các nhà hỗ trợ Exim Bank đã giúp đỡ con thì con còn muốn để kiểu mẹ tự hào về con, để sau này con có thể lo cho mẹ. Sau khi học xong đại học thì con sẽ tích góp thêm kinh nghiệm của con và con nghĩ là cái đơn xin việc đầu tiên của con sẽ gửi vào ngân hàng Exim Bank.